Đây là canh nó như vậy nè, các bạn thấy giống cháo không? Ăn rất là bổ cho sức khỏe đó. Chào quý vị và các bạn, hôm nay Kimberly sẽ chia sẻ món canh này nha. Món canh này á, ăn nó ngon hơn canh khoai mỡ của mình á, Kim thấy nó ngon hơn á. Đó là canh củ hoài sơn mà mình nấu với tôm nha. Đây cái củ nó như vậy nè, các bạn thấy cái củ nó lớn ha, nó gọi là củ hoài sơn. Cái này là của Nhật, nó có hai loại, loại của Nhật với loại của Tàu. Kimberly thì mua loại của Nhật, nó hơi mắc hơn chút xíu nhưng mà nó ngon lắm. Cái này nó gọi là gì đây, là gai mồ nè. Các bạn nhìn thấy giống giống như cái củ từ mình ở Việt Nam ha, nhưng mà khi các bạn nấu nó ngon lắm, nó không bao giờ sượng hết trơn á. Mình mua cái loại của Japanese thì nó mềm hơn là của Tàu đó. Bây giờ Kimberly sẽ gọt vỏ nó. Đây, nó có hơi long long nè, nó có hơi long long đó, các bạn thấy nó như vậy ha. Bây giờ Kimberly sẽ dùng cái bào, Kimberly gọt vỏ nó ra, xong mình dùng muỗng mình nạo nó, mình giống như mình nạo khoai mỡ vậy đó các bạn. Để Kimberly coi cái này là cái củ này mới lớn. Củ này nó là 3 pound đó. 3 pound là hơn 1 ký chút xíu, chắc chừng ký lô 2 á. Rồi Kimberly có 200 gram tôm lột vỏ, rửa sạch lột vỏ. Xong rồi Kimberly đập dập dập băm nó ra. Ở đây là 2 muỗng canh hành ha. Rồi ở đây Kimberly sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê muối lưng nè, 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm nè, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ ướp nó nha. Kimberly có một bó ngò ôm mình đó. Trời, bên này mùa đông này, để tủ lạnh cái nó hơi dập dập. Một bó ngò ôm mình cắt khúc nó. Mình sẽ dùng ngò ôm này mình bỏ nó cho nó thơm. Bây giờ mình trộn cái này lên nha, cho để đây cho nó thấm. Rồi Kimberly sẽ đi gọt cái củ đó và nạo nó ra. Bên kia Kimberly đang nấu gần 2 lít nước á, nấu nước sôi á. Mình nấu nước sôi trước vậy thì mình khi mình nấu canh nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ mình nạo nó như vậy nha. This is Nagaimo Root. Kimberly mở lửa lên nha. Bây giờ son nó nóng rồi, Kimberly sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vô đây nha các bạn. Đó, một muỗng canh nha. Bây giờ Kimberly sẽ cho cái tôm hồi nãy mình ướp ra nè. Kimberly sẽ xào cho nó săn cái tôm lại. Đây, ở đây Kimberly đã nạo xong cái củ khoai rồi nè. Chừng 5 phút là xong rồi. Mình xào cho cái tôm này nó săn đỏ lại, nó thơm lên, cái đầu hầm nó thơm lên á. Rồi mình sẽ cho nước vô, không có cho nước lạnh thẳng vô, cái tôm nó sẽ bị tanh á. Đây các bạn thấy nó như vậy nha, nó săn lại như nè, cái tôm nó hồng lên rồi đó, nó thơm, thơm lắm. Bây giờ thêm đi sẽ cho nước nóng vô nha. Đây là 1 lít 8 nước sôi. Các bạn bỏ nước sôi vô là nó sôi liền. Bây giờ mình cho này vô luôn.
chứ không á mình đổ nước lạnh vô cái mình đợi cho tới nó sôi lên thì cái tôm nó sẽ bị cứng đi nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ nấu nó cho nó sôi lên, rồi mình hớt bọt và mình để cho nó sôi một hồi, tới khi nào mà các bạn thấy cái khoai nó trong lên á thì nó mới chín nha. Có bọt nè. Khi nó sôi lại 4 phút rồi đó thì Kimberly sẽ nêm lại nha các bạn. Đây là hạt nêm nấm, cái này là teaspoon đó, tức là hơn một muỗng cà phê chút xíu. Thì Kimberly sẽ cho một muỗng gửi này, tức là 2 muỗng cà phê nha. Còn đây là muối, muối biển đó, Kimberly sẽ cho 2 muỗng, 2 teaspoon, tức là 3 muỗng cà phê. Kimberly bớt lửa chút xíu. Còn đây là đường, Kimberly cho 1 tablespoon, tức là 1 muỗng canh đường. Bây giờ mình trộn nó lên nha. Đó, nó trong lại nè, các bạn thấy nó trong không? Nè, nó trong như vậy là nó chín rồi, tức là sau khi nó sôi lại 5 phút là được nha các bạn. Đó. Nó trong lên là nó chín, các bạn nấu lâu thì nó sẽ nhừ ra. Nó mất đi mấy cái lợn cận này nè. Thấy không? Đó. Rồi bây giờ Kimberly sẽ cho cái ngò vô nha. Đây là ngò ôm á. Cho hết vô đây. Cho cái tô nhỏ thôi cho các bạn thấy. Đây, nó như vậy nè. Rồi các bạn nhìn thấy ngon ha. Nó trong lắm. Tôm đó, khi ăn các bạn cho tiêu lên nha. Đây canh Nagano soup with shrimp, look like lamb cháo rồi ha. Đây là canh củ Hoài Sơn. Kimberly mời các bạn nha, rất là thơm luôn á, nấu thử đi, cái củ này ăn rất là bổ đó nha các bạn. Kimberly chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Bye bye, see you next time. Thank you for watching.